Tin từ Á Châu, Hồng Kông cho biết sẽ mở lại những địa điểm công cộng kéo dài thời gian hoạt động của nhà hàng. Hồng Kông mở cửa lại những phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim lần đầu tiên sau hơn 4 tháng đình chỉ tất cả những hoạt động, khi chính quyền đặc khu nới lỏng một số biện pháp hạn chế hoạt động theo chính sách Zero Covid, được coi là nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay. Thời gian hoạt động của những nhà hàng ăn uống được phép kéo dài tới 10 giờ đêm và những cuộc họp nhóm được phép quy tụ từ 2 người lên 4 người. Nhiều trường học cũng mở lại những lớp học trực tiếp sau nhiều tháng chỉ học qua mạng. Việc nới lỏng những biện pháp hạn chế hoạt động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 được thực hiện khi số ca nhiễm ngày càng tăng tại trung tâm tài chính toàn cầu và giờ đây đã giảm xuống trung bình dưới 1.000 người trong 6 ngày vừa qua, từ mức cao kỷ lục là 70.000 vào ngày 3 tháng 3 trước đây. Hồng Kông đã phong tỏa biên giới ngăn chặn nguy cơ lan tràn số ca nhiễm COVID-19 một cách hữu hiệu kể từ năm 2020 với rất ít chuyến bay hạ cánh và hầu như không có hành khách nào được phép quá cảnh. Tuy nhiên, các hồ bơi và bãi biển vẫn đóng cửa cùng với các quán bar, vũ trường và phòng xông hơi. Hồng Kông ghi nhận hơn 1.1 triệu ca nhiễm và gần 9.000 người tử vong vì COVID-19 này.